Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến thị sát hiện trường dẫm đạp kinh hoàng khiến ít nhất 151 người tử vong. Ông Yoon ngày 30 tháng 10 cũng đã tuyên bố lễ quốc tang. Vụ dẫm đạp thảm khốc đêm Halloween ở một khu phố sầm uất thuộc thủ đô Seoul đã khiến ít nhất 151 người tử vong, chủ yếu là thiếu niên và thanh niên độ tuổi 20, bao gồm 19 người nước ngoài. Tổng thống Yoon bày tỏ niềm thương tiếc đến gia đình các nạn nhân và yêu cầu đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả. Đêm thứ Bảy ngày 29 tháng 10, đám đông đã đón mừng lễ hội Halloween ở Itaewon, sau đó dồn về một con hẻm dốc và hẹp. Reuters trích báo cáo của các quan chức khẩn cấp cho biết và nói thêm rằng con số tử vong có thể còn tăng lên. Ông Choi Sung-byeom, người đứng đầu cơ quan chữa cháy tại quận Jongsan, cho biết bên cạnh nạn nhân thiệt mạng có khoảng 82 người khác bị thương, 19 người bị thương nặng đang được điều trị.